chào mọi người, mình là Sói. Hôm nay mình sẽ thử một ban theo những cái món Thái mà bên Lotte Mart đã chuẩn bị cho mình, gồm có cái này là bún Thái, cái này là cơm cơm chiên hải sản, còn đây là bò trộn Thái. Ok, bây giờ mình cùng ăn nha. Rồi, thôi mình ăn món này trước đi. Món này giống như là khai vị vậy đó. Ây chà, đây là mọi người. Hơi cay, mà mình nghĩ là nếu bạn nào thích ăn món cay á, thích cái vị cay thì sẽ thích cái vị của cái món này. Ở trong đây là có gồm có hành tây và rất là nhiều thịt bò nha. Ngoài cái vị chua chua á, các bạn còn thấy có vị ngọt nữa. Thì mình nghĩ là đặc trưng của món Thái lúc nào cũng sẽ vừa có vừa vị chua vị ngọt nữa. Trong đây đó là còn có thêm đậu phộng béo béo nữa, làm cho món ăn này cũng nó hấp dẫn chứ. Bên cạnh nó còn có cái này gì ta, mình nghĩ là tắc cắt lát và sả. Thì như vậy thì sẽ gia tăng thêm được cái phần rau cho cái món này. Mình thấy nha, hình như là cái bò này nè, theo như mình thấy giống trước đây là món nó giống như là món bò bớp thấu vậy mọi người. Nhưng mà món bò ở đây người ta hình như người ta xào lên á, cho nên mà mình cảm giác là nó nước hơn, nó đậm đà hơn, sợi gia vị. Cơm hình như nó chỉ là thứ yếu thôi, còn lại đa số là hải sản. Đây sẽ còn gồm có mực, tôm, rất nhiều mực và tôm. Nó khác với cái món cơm chiên hải sản bình thường là người ta thay vì người ta xào luôn mực với tôm vô, hay là người ta xào riêng, hay là để lên trên mình nhìn nó hấp dẫn hơn. Khoan, để bỏ mấy cái này ra. Ok. Phần cơm chiên rất là đậm đà, nên kết hợp khi mà mình kết hợp với hải sản gồm có mực và tôm thì giống như là nó sẽ hòa quyện với nhau mọi người, ăn nó sẽ ngon hơn. Cho nên là mình nên ăn hai cái này chung chứ đừng có ăn riêng giống hồi nãy nha. Bây giờ mình qua tới món thứ ba nha. Thì ăn cơm thì mình phải thêm một ít nước nữa thì nó đỡ khô hơn. Đây, đây là một tô bún Thái khổng lồ luôn. Người coi, ê trời, cho nó nhiều nước quá khó nghiêu. Rồi, nhìn phần thịt dùng lên tới giờ luôn. Đây, bên trong mình sẽ có nhiều nhất là hình như là cái này là thịt ba chỉ bò Mỹ, không? Ba chỉ bò Mỹ, tôm, mực, cái gì, cá viên, còn ngoài ra còn mấy loại rau như quen thuộc như là rau nhút hoặc là rau rau muống. Ok, bây giờ mình thử cái nước trước nha. Vị chua ngọt rất là đều nha, nhưng mà mình nghĩ là nếu bạn nào thích ăn chua thì sẽ thích món này, tại mà theo cái vị giác của mình là mình thấy nó hơi chua một xíu. Nhưng mà chua thì mình dễ ăn thôi, sẽ giúp mình ăn các món khác sẽ ngon miệng hơn. Đây là một đũa đầy đủ nha. Ê mọi người, tê tê.
cái phần nước á, khi mà nó thấm vào trong sợi bún á, mình ăn nó sẽ cảm nhận nó rất là đậm đà. Đây còn có phần rau, rau gồm có rau muống và rau này gì ta quên rồi, rau nhút. Thế mình nghĩ thì lúc trước mình đi Thái Lan á, mình ăn cái vị này giống y như là lần trước mình đi ở Thái Lan luôn. Tại vì ở bên Thái á, người ta đặc điểm của người ta là khi mà làm những cái món nước như thế này á thì sẽ ưu tiên vị chua nhiều hơn. Tại vì các bạn đi các bạn sẽ để ý là ngoài những gia vị như là mắm muối như bình thường như bên Việt Nam đi, mình sẽ thấy có thêm, người ta sẽ để thêm một hũ đường là để cân bằng lại cái vị chua của bên đó. Cho nên người ta sẽ làm vị chua nhiều hơn. Thì cái vị ở đây mình thấy làm khá là giống. Hồi nãy giờ quên nói cái phần mà những cái món này là được bán ở đâu. Nếu các bạn thường xuyên mình đi Lotte, các bạn sẽ để ý là ngoài những cái khu mà bán cái dạng như là những cái sản phẩm mà người ta để trên quầy á, các bạn sẽ thấy thêm là Lotte đã trang bị thêm những cái khu ẩm thực chế biến tại chỗ, người ta gọi là Delica. Thì có bán những cái món này, các bạn sẽ rút vào đây, các bạn order mua lại rất là dễ. Ngoài ra còn có chỗ ngồi lại cho mình ngồi ăn luôn, giống như hôm nay mình ăn là ở trong không gian của một chỗ Delica các bạn. Trời ơi, gần hết rồi. Nước. Đúng là cái vị nước rất là thanh. Cái món này là ăn nóng là siêu ngon nha mọi người. Okay. Ok. Hơi bị bỏ mướt xíu xíu nhưng mà coi như mình đã thắng cái mục ban ngày hôm nay đi. Tại cơ bản mình đã ăn được 90% rồi. Có cơm, cơm còn lại cơm, hải sản, hết. Còn đây là gỏi, hết thịt bò luôn. Okay. Xem như hôm nay mình đã hoàn thành xong cái phần thử thách một bên mà Lotte Mart đã đem lại. Chủ đề là món Thái, bao gồm mà cơm chiên hải sản, gỏi bò và cái này là gì ta? Quên rồi. À, bún Thái. Nếu các bạn có muốn thử thức thì mình hãy đến ngay quầy Delica. Các sản phẩm của Lotte Mart đang được bán tại quầy chế biến thực phẩm sẵn nha các bạn. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.